Hello Cherry. Hôm nay Cherry đi đâu mà tưởng quá trời vậy? Chưa, khoan, từ. Sao? Hôm nay Cherry đi đâu? Hôm nay Cherry đi quán cà phê tên gì Cherry quên à, mà nó rất là nhiều món đồ. Về hầu nghìn bạc các tượng. Còn để tô màu phải không? Mà Cherry vô, Cherry xin liền phải không? Xin liền cái con này phải không? Con này nhiêu đâu để coi coi. 115 ngàn cái con tượng đó, 115 ngàn cái tượng này nè đó. Ê dữ thật. Quán cà phê tên là Ticot, Ticot Coffee. Quán lạ nha, lần đầu tiên đi quán này luôn á. Quán này ở Gò Vấp luôn. Quán này ở quán này nằm ở 527 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp. Ticot Coffee. Mình mua con này 115 ngàn. Và full bóng luôn là 5 ngàn nữa. Nếu mà không có full bóng thì không có tốn 5 ngàn. Nhưng mà full bóng thì tốn thêm 5 ngàn nữa. Mày ơi, có Melody luôn nè. Melody là cái con này. Nãy không lấy con đó, giờ lỡ lấy con này rồi. Con đó dễ thương. Đây quán đây. Halloween đây. Ở dưới đất có trên lầu nữa nha. Trên lầu giống như lồng chim vậy đó. Từ từ để má mới hỏi cô coi cái cung bóng nó nằm đâu. Đó cái quán nè. Quán là ở ngoài nè. Đó giống nhện rồi đó. Cherry nè đó. Thì thích mấy quán cà phê lạ lắm. Chị làm gì rồi con đó hoài ghê Cherry. Bị sợ luôn á. Mà Cherry rờ hoài à. Cherry không sợ hả? Đó cái đường đi xuống. Hello Cherry. Thì Cherry bắt đầu bắt tay vào việc đúng không? Đi vô, ui, ta đi vô quán cà phê, ta uống nước, ta tắm. Còn kêu đi vô quán cà phê để tô tượng. Đúng không? Trời ơi, vậy nổi không đâu, coi tô màu coi. Để tô màu trắng chứ. 6 ô mà tôi lấy cái 5 màu kì vậy? Nhưng mà ô để pha màu. Hả? Sao? Ô để pha màu. À vậy đó hả? Ô để pha màu hả? Này ở dưới làm nước nè. Chỗ tô tượng nè, chỗ tô tượng nè, nãy Cherry chụp hình nè. Đây ở ngoài đây. Có trên lầu nữa nè. Cái đường con thỏ của Cherry dễ thương ha. Cherry có Melody nữa. Vậy hả? Cherry đeo băng đô con gì? Con mèo hả? À? Mà tôi có mà Cherry tôi tưởng con thỏ, dễ thương ha. Có con mèo. Giờ Cherry tô xong đi chút thành phẩm á mới quay chụp hình lại ha, quay phim ha. Giờ là nguyên con trắng toát nha. Lầu. Trời ơi dễ thương quá vậy. Con gái tôi làm được như đây rồi nè. Ôi hồi nãy chống bóc ha, giờ con gái tôi làm được như đây rồi nè. Ôi dễ thương chưa. Rồi đáp ngơ giờ tới tàu sau lưng đó hả con. Nè giỏi quá, tặng cho cái bánh bông lan. Làm đẹp quá tặng cho cái bánh bông lan. Trời ơi gái tôi đẹp, làm đẹp chưa.
Giờ tới tôi phía sau nè. Giờ tới tôi phía sau đích ạ. Hay quá. À, tôi ngồi bên đây tôi chọn gái tôi tô màu chứ. Giờ tôi vừa uống nước luôn nè. Ráng tô nhanh nhanh nha. Chúc tô màu thành công và tốt đẹp nha.